du lịch núi Bà Đen hay Sun World Bà Đen Mountain là tập hợp các điểm du lịch nằm trong quần thể núi Bà Đen thuộc địa phận phường Ninh Sơn, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh. Khu du lịch hiện đang sở hữu kỷ lục thế giới Guinness với công trình ga Bà Đen là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới. Ngoài ra, còn có tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn với hai kỷ lục tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi, và tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam, tọa lạc trên đỉnh núi. Tượng Phật Di Lặc với kỷ lục tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới, cùng hệ thống thác nước xung quanh tượng với kỷ lục thác nước nhân tạo có độ cao nhất châu Á. Đây cũng là nơi đầu tiên của Việt Nam vận hành loại hình du lịch máng trượt và cáp treo. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Bức tượng với tổng chiều cao 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ, nguyên chất, theo kỹ thuật công nghệ, gia công cơ khí, áp lực cao, của châu Âu. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tại đây đã xác lập kỷ lục tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi, và tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam, tọa lạc trên đỉnh núi. Tập đoàn Sun Group cùng nhà điêu khắc Phạm Bá Đua là người đã tạo nên thiết kế của bức tượng được dựa nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê. Tượng Phật Bà đứng uy nghiêm trên đài sen bằng đồng, cánh sen cũng được phỏng lại theo cánh sen thời Lê, được tạo hình mây cùng ba giọt nước tượng trưng cho lời cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Đầu của bức tượng đội vương miện chạm khắc hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Tay trái của bức tượng cầm bình cam lồ đang dốc xuống, biểu tượng cho hành động ban phát phước lành của Bồ Tát, và tay phải là bắt quyết ấn giáo hóa, mang ý nghĩa lìa xa ác nghiệp. Tượng đã được tham khảo các mẫu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Trầm, Hà Tây cũ, chùa Giáng, Hải Dương, cùng một số pho tượng đang là bảo vật quốc gia, được lưu trữ trong bảo tàng lịch sử mỹ thuật. Dưới chân tượng Phật Bà là khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo 4 tầng với tổng diện tích lên tới 4.410 m², cùng lối kiến trúc đồng tâm, bao gồm không gian nội thất sử dụng 3 loại đá như đá granite tự nhiên, đá trắng của Ý và đá nâu Tây Ban Nha. Ở tầng đầu tiên là một đại sảnh mái vòm, công nghệ chiếu phim video 3D mapping sẽ trình chiếu đoạn video khám phá về vũ trụ trong quan niệm của Phật giáo. Mái vòm trình chiếu có đường kính lên tới 20m cùng độ phân giải, sở hữu khoảng 16 triệu pixel dạng vòng. Còn tầng thứ hai là khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo qua công nghệ hình ảnh 3 chiều, hologram và các trụ kinh luân, bánh xe cầu nguyện. Tầng thứ ba sẽ là nơi triển lãm, trưng bày hàng trăm tạo vật như pho tượng, tranh, phù điêu nổi tiếng của Phật giáo tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Các bức tranh được giữ bằng nghệ thuật sơn dầu và phù điêu gỗ, trong khi đó tượng là đồng mạ vàng và gỗ phủ sơn. Ở tầng cao nhất, bên trong khối đế tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là nơi lưu trữ và trưng bày xá lợi Phật. Căn phòng đặt xá lợi được bao quanh bởi 3 bức tường nước và 9 bức tranh chữ Phạn in Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tượng Phật Di Lặc. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2024, Sun World tiếp tục an vị bức tượng thứ hai trên đỉnh núi Bà Đen là tượng Phật Di Lặc, được làm từ 6.688 viên đá sa thạch với chiều cao khoảng 36m, chiều rộng ở vị trí lớn nhất là 45m, diện tích bề mặt là 4.652 m² và nặng khoảng 5.112 tấn. Sau khi an vị, tượng đã trở thành tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn nhất thế giới. Các tầng đá sa thạch được chồng ghép lên nhau và đây được cho là phương pháp tạo hình chưa từng có tại Việt Nam, khi được lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang ở khu vực Tây Bắc. 54 lớp đá được xếp chồng lên nhau với mỗi viên sa thạch dài từ 1 đến 1,2m, cao trung bình khoảng 70cm và dày 50cm, với tổng khối lượng đá sa thạch sử dụng lên tới 2.025 m³. Phía sau và xung quanh tượng Phật Di Lặc là một hệ thống thác nước nhân tạo đổ tràn từ trên cao xuống với độ cao khoảng 35m.
Đây đồng thời cũng được xem là thác nước nhân tạo, có độ cao cao nhất châu Á. Thác nước được thiết kế cùng với công nghệ tạo sóng, ánh sáng, laser, thiết bị tạo khói, máy chiếu 3D để có thể kết hợp với nhau, trình diễn nhạc nước. Việc kết hợp nhạc nước cùng với tâm linh cũng được xem là chưa từng có tại Việt Nam. Cột kinh Bát Nhã. Cột kinh Bát Nhã được xây dựng nằm giữa tượng Phật Bà, Tây Bổ Đà Sơn và tượng Phật Di Lặc với năm trụ kinh bằng đá granite, đen kim sa, điêu khắc trên đó là tâm kinh Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng. Trụ kinh lớn nhất được xây dựng có đường kính 2m và cao khoảng 19,8m. Đế của trụ kinh được xây dựng bắt đầu ở khu giảng pháp bên dưới lòng đất và tạo thành giếng trời khi nhìn từ dưới lên trên. Các tuyến cáp treo của Sun Group. Tuyến cáp treo mới do tập đoàn Sun Group khai thác. Ngày 18 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và tập đoàn Sun Group đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống cáp treo mới, hiện đại sau 1,5 năm thi công xây dựng. Đây cũng là công trình đầu tiên được khai trương thuộc quần thể Sun World, Bà Đen Mao Tần do tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng. Hệ thống cáp treo được thực hiện dưới sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới, Doppelmayr, và bao gồm hai tuyến cáp song song.